xuất ăn trên trạm Sài Gòn đi Úc, khởi đầu là bịch hạt rang. Tiếp theo là đến món chính, đầu tiên là phần cơm hoặc phần mì. Mình ăn mì thấy ngọt lắm, mì không bị khô. Phần tráng miệng là khay trái cây, nhìn nhiều ghê. Làm thêm ly cà phê nữa là no căng bụng. Giờ hãy theo mình xem hạng thương gia của Vietnam Airlines có gì nào. Đầu tiên là có khăn trải bàn với họa tiết bông sen chìm nổi. Đố mọi người nay mình có món gì nè? Nay mình được phục vụ bánh chưng Á cùng các món ăn kèm đặc trưng ngày Tết. Một chiếc bánh chưng to được trình bày trên dĩa. Ai mà là fan của bánh chưng thì sẽ thích lắm đây. Kèm với đó không thể thiếu giò thủ cùng củ hành muối chua. Kết thúc bữa ăn thì có cuộc quýt nữa nè, 10 điểm không có nhưng.
vơi lại 10 điểm không có nhưng nữa rồi.